hết đồ ăn mày, giờ phải bóp bụng chạy vô Sam Club. Hôm nay bóp bụng cầm cái này nè, mang cái mask này vô nè, đi vô mua đồ ăn, hy vọng là sẽ có cái gì để ăn. Cầm thêm mấy cái này nữa, hand sanitizer. Bây giờ thời điểm diễn thì sao, giờ đi đâu phải cầm alcohol với quen sai rồi, mang cái mask vào đó chứ. Thì các bạn nhớ theo chân mình để xem cách đi mua đồ ăn cảnh vật ở ở Florida như thế nào. Thôi lên đường. Trong cái khu này nó có cái cổng, về tụi bảo vệ nó ở trong cái nhà trước mình là cái cổng của tụi bảo vệ, mỗi lần ở xe nó mỗi lần mà ai vô là phải trình hỏi đi đâu, đi nhà ai, rồi từ đó họ sẽ gọi vào trong cho chủ nhà hỏi có anh ABC đó đến thăm rồi có cho vô không, mà nếu mình không cho vô thì không được quyền vô, cho vô đủ về, nếu cho vô thì họ đi vô vô tư. Thank you.
để chùi cái xe. Rồi vô này nó cũng bán đồ để dùng thường thì nhìn rất là nhiều phải không? Cái đồ ăn uống thì nó để lại chị đi xuống khu chỗ bán đồ ăn uống. Chai xà bông để giặt đồ. This new? Đồ ăn không có, không sợ, không sợ không có giấy đi cầu. Quá đi mẹ. Con cái danh sách lại. Con khi mua không biết mua gì, và tới nhà không có làm sườn. Thank you.
rules. Somehow the water tastes better. Đây, đủ rồi, ba thùng nước. Đi xuống hướng này có nói có khỉ gì không? Bên tay phải mình nó bán đồ ăn bao giờ barbecue, ớt, cho các bạn xem. Thấy quần quen không? Ở này đâu có Việt Nam nha các bạn. Ớt ăn phở á. Ở đây bán không có chân ngầu không? Như cái Sam Clubs. Kẹo bánh muôn trùng. Cái đèn chai 2 chai 12 đồng với 1 chai 6 đồng hết. Dưa leo này dưa leo Nhật nha. Dưa leo Nhật nó ăn nó giòn nó ngon.
bịch cá trắng, mua sữa cá, chuối. Three days, man, turn yellow. Thank you.
ba lô vậy chứ. Nó không có đồ dùng, nó không có tiền mua thì có nó dùng mày. Nhìn thấy sữa Ensure nó bán đầy luôn. Tuần trước là con vô dành, bây giờ đem cái thuốc tây lon về nó chắc giống như là núi vậy. Thank you.
How are you doing?